Xin chào bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn Phò. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Phò nào, hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Hôm nay Cường sẽ review cho các bạn phiên bản Ford Ranger XLS số sàn một cầu, và thông tin cho các bạn luôn là chiếc xe này sắp bị bỏ máu luôn. Tức là sắp tới Ford Việt Nam sẽ không còn sản xuất và phát triển cái sản phẩm là phiên bản số sàn một cầu nữa các bạn, mà bỏ luôn và thay vào đó là những cái phiên bản số tự động hoàn toàn. Chỉ có một phiên bản Ford Ranger XL là số sàn hai cầu thì vẫn được Ford phát triển và duy trì cái dòng đời sản phẩm của nó. Đây có lẽ là những cái cơ hội cuối cùng để các bạn sở hữu chiếc xe này ở cái thời điểm hiện tại. Còn sắp tới thì để mua cái phiên bản này thì sẽ rất là khó, và thường là chúng ta sẽ phải mua xe đã qua sử dụng. Và đặc biệt là cái dòng này tôi nghĩ là nó cũng rất ít xe đã qua sử dụng trên thị trường luôn, bởi vì xu hướng bây giờ đều là số tự động, các bạn cũng ít ai đi số sàn. Và thường khách hàng mà đi số sàn thì thường là có những cái thú vui, tức là những cái sở thích chạy xe nó hơi đặc thù một xíu, hay là phục vụ cho những cái công việc mà đòi hỏi tiết kiệm những cái chi phí hoặc là phải đi số sàn thì mới sử dụng được. Thì đây là chiếc xe dành cho các bạn. Thì với phiên bản số sàn chỉ có hai phiên bản thôi, XL số sàn hai cầu là thấp nhất và XLS số sàn một cầu là chiếc xe dành cho các bạn trong video ngày hôm nay. Thì Cường mời các bạn hôm nay sẽ cùng tìm hiểu chi tiết với Cường qua video ngày hôm nay về chiếc xe Ford Ranger XLS số sàn một cầu với mức giá 665 triệu ở thời điểm hiện tại. Cũng đang có rất nhiều chương trình hỗ trợ khuyến mãi dành cho quý khách hàng có nhu cầu mua xe, hãy gọi điện thoại cho Cường. Và ngay bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu chi tiết. Ở phần đầu xe chúng ta sẽ được trang bị một cụm đèn halogen kích thước rất rất lớn các bạn. Nó là cái cụm đèn siêu to khổng lồ luôn, toàn bộ là halogen hết. Pha cốt xi nhan, đèn đèn mi, định vị ban ngày, tất cả đều là halogen. Thì nhìn thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ không được sang trọng như là đèn LED, nhưng mà về cái độ thực dụng, về cái khả năng chiếu sáng thì không thua kém gì đèn LED các bạn. Thậm chí trong những cái điều kiện thời tiết, ví dụ trời đường sương mù hoặc là mưa rất là lớn, thì cái phần bóng halogen này nó lại có cái khuynh hướng là bám đường tốt hơn, bởi cái ánh sáng của nó là ánh sáng màu vàng, nó tông màu nó ấm. Ở phía dưới chúng ta sẽ được trang bị một cái đèn sương mù cũng bằng halogen luôn, tuy nhiên nó sẽ có một cái chi tiết được mạ chrome rất là tinh tế ở đây. Cản ở phía trước thì sơn cùng màu lại thân xe. Phần mặt ca lăng thì không khác gì so với phiên bản XLS AT. Nói chung ở phần đầu xe khi các bạn nhìn vào thì các bạn sẽ không phân biệt được đâu là phiên bản số tự động, đâu là phiên bản số sàn luôn các bạn. Rất rất giống. Chúng ta sẽ có một cái kích thước rất lớn, chiều dài lên đến hơn 5m3. Về phần trang bị, chúng ta sẽ được trang bị một cái cụm mâm kích thước là 16 inch. Size lốp là 255/70R16. Phần lốp rất mập, rất thích hợp cho chúng ta đi những cái điều kiện đường địa hình nó xấu, nó sẽ êm ái hơn với cái phần kích thước lốp nó mập. Chúng ta sẽ có một cái phần ốp cua bè được làm bằng nhựa nhám ở đây. Về tổng thể thì nhìn cái phần mâm lốp này rất phù hợp với lại cái kích thước đồ sộ của chiếc xe Ford Ranger XLS MT này. Về những cái tiểu tiết thì các bạn sẽ được trang bị một cái mang cá có dòng chữ turbo mạ chrome sáng bóng ở đây, rất là đẹp. Gương chiếu hậu sơn cùng màu lại thân xe, tuy nhiên vẫn có đèn báo rẽ. Lòng gương chỉnh điện, tuy nhiên thì vẫn phải gặp bằng cơ. Chúng ta vẫn được trang bị một cái bệ bước ở đây, bệ bước bằng nhựa các bạn, bước lên bước xuống rất là thoải mái. Ở phần đuôi xe thì mâm lốp vẫn vậy, tuy nhiên sử dụng là phanh tăng chống cái phần mâm lốp phía đằng sau. Ở đằng sau thì sử dụng là nhíp nha các bạn, chứ không phải là lò xo hay là giảm chấn lực như là ở phía trước. Cái phần học lốp bánh xe đằng sau rất là rộng, bởi vì cái biên độ lên xuống của cái phần bánh sau rất là lớn để phù hợp khi chúng ta tải hàng nặng. Thì cái phần học bánh xe này vẫn đáp ứng cho chúng ta rất là tốt với cái biên độ nhún lên nhún xuống. Chúng ta sẽ có một cái phần bậc bước ở đây để thuận tiện cho việc là lên xuống cái phần thùng đằng sau. Với Ford Ranger XLS MT này, chủ xe đã trang bị thêm cái phần lót thùng. Tuy nhiên nguyên bản sẽ không có cái phần lót thùng này, mà chúng ta phải gắn thêm, và thêm một cái nắp thùng cuộn cơ các bạn, cuộn kéo ra kéo vào rất là đẹp. Thì chúng ta đóng cái phần cửa thùng này lên, cửa bừng này lên, thì cái phần đuôi xe các bạn có thể thấy so với lại thế hệ trước đây thì nó sẽ gân guốc hơn, với nhiều cái đường gân dập nổi ở đây. Và các bạn thấy những cái đường gân trên này cũng vậy, và cái dòng chữ Ranger
cũng được dập 3D, dập chìm vào thân xe chứ không phải là dán tem như các thế hệ trước đây. Phần cản đằng sau làm bằng nhựa nhám và sơn cùng màu thân xe. Những cái chi tiết chỗ bước lên bước xuống ở đây được làm bằng nhựa nhám và có những cái vân ở đây để tăng cái độ bám khi chúng ta bước lên bước xuống thùng xe. Và một cái chi tiết nhỏ nhỏ, ví dụ như những cái phần vằn này, cái phần vằn xung quanh luôn các bạn, kể cả ở đây. Ở đây thì là do gắn cái nắp thùng cuộn rồi cho nên sẽ không thấy, nhưng mà nguyên bản của nó vẫn là phần nhựa luôn, thì nó sẽ giúp cho cái phần vằn thùng này khi chúng ta xếp dỡ hàng hóa nó sẽ không bị chầy cái phần sơn của chúng ta, bởi vì đó là những cái vị trí rất dễ bị chầy. Ở phần đèn thì đằng sau vẫn như ở đằng trước là sử dụng bóng halogen, toàn bộ là halogen hết các bạn, halogen 3 tầng. Tuy nhiên những cái chi tiết ở bên trong này đã được làm theo kiểu nhiều cái vân hơn, nhìn nó tỉ mỉ và nó sắc nét hơn. Khám phá bên trong nội thất, khi các bạn đi từ ngoài vào trong, ở những cái phần tappy này cũng đã được pho chăm chút tỉ mỉ hơn rất là nhiều các bạn. Những cái chỗ mà chúng ta thường xuyên sờ chạm, tuy đây là phiên bản số sàn, phiên bản thấp thôi, nhưng mà vẫn được bọc da nha các bạn. Những cái nút bấm ở đây không khác gì phiên bản cao cấp nhất là Ford Range Rover chắc luôn. Đó, những cái chi tiết ở đây rất giống các bạn, vật liệu rất là cao cấp. Khi chúng ta bước vô bên trong phần vị trí người lái, khi mà mở hệ thống điện lên, các bạn sẽ thấy là không có một cái phiên bản số sàn nào, phiên bản thấp nào mà được trang bị hai cái màn hình rất đẹp đây các bạn. Màn hình giải trí trung tâm kích thước 10 inch đặt dọc rất đẹp, cái độ phân giải rất tốt. Cái này các bạn sử dụng cam lùi rất nét các bạn, trực quan, sinh động. Và khi các bạn kết nối Apple CarPlay hoặc là Android Auto thì sẽ rất là dễ dàng chúng ta sử dụng. Và kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây luôn nha các bạn. Đó là một cái điểm nhấn. Và hệ thống giải trí là SYN 4, SYN mới nhất. Ở phía dưới này có những cái chi tiết của hệ thống của gió điều hòa. Và đây là cái chi tiết duy nhất để các bạn phân biệt được đâu là số sàn, đâu là số tự động trên cái dòng XLS này. Nếu các bạn nhìn ở bên ngoài, các bạn sẽ không phân biệt được đâu là số sàn, đâu là số tự động cả. Chỉ có thể là nhìn vô bên trong nội thất, mình nhìn khu vực này thì mới biết được đâu là số sàn, đâu là số tự động. Trên phiên bản một cầu số sàn này, chúng ta vẫn có hai chế độ lái nha các bạn. Chế độ Eco và chế độ Normal. Còn lại thì nó sẽ bị thiếu đi, nó không giống như là phiên bản hai cầu hoặc là phiên bản số tự động. Phần tay thì vẫn là phần tay cơ. Ở khu vực này thì rất giống với lại cái phiên bản SLS số tự động một cầu hai cầu, chỉ có thiếu đi những cái nút bấm thôi. Ở đằng sau vô lăng chúng ta sẽ có một cái màn hình y chang như phiên bản số tự động luôn. Kích thước 8 inch, hiển thị rất nhiều các thông tin ở đây. Rất nhiều các thông tin nha các bạn. Không khác gì phiên bản cao cấp cả. Phải nói dù chúng ta đi phiên bản thấp nhất nhưng mà vẫn thừa hưởng được cái của cái phiên bản cao cấp nhất, rất là hay. Đèn ở phía dưới này chúng ta sẽ có hệ thống đèn tự động luôn. Tuy là phiên bản số sàn, phiên bản thấp một cầu, nhưng mà vẫn có đèn tự động luôn nha các bạn, rất hay. Vẫn có điều chỉnh cường độ ánh sáng đầy đủ, rất hay các bạn. Và nhìn từ bên trái sang bên phải thì các bạn sẽ thấy là những cái chi tiết làm rất là tỉ mỉ các bạn. Ví dụ như mình nói cái này đi, vân nó bằng nhựa đi, nó cũng làm những cái vân cảm giác nó rất cao cấp các bạn, chứ nó không phải là cái đồ nhựa rẻ tiền. Những cái tiểu tiết này thôi, tuy nó không phải là quá ảnh hưởng đến cái vấn đề cho chúng ta trải nghiệm, nhưng mà nhìn vô thì mình sẽ thấy được cái sự tỉ mỉ của nhà sản xuất dành cho cái sản phẩm của họ. Hay là những cái cửa gió điều hòa này cũng được đặt dọc, và ở bên trong này nó có những cái đường viền này các bạn. Đó, những cái đường nhỏ thôi nhưng mà khi mình để ý vào thì mình mới thấy được là cái sự chỉnh chu và cái sự tỉ mỉ. Mình nhìn mình cảm thấy tổng thể nó hài hòa các bạn. Ghế thì các bạn sẽ thấy được toàn bộ chất liệu là bằng vải hết các bạn. Đó, bằng vải. Thì cái này nếu mà các bạn mua xe thì các bạn hoàn toàn có thể lên cái option là ghế da. Với phiên bản XLS thì Cường thấy chủ yếu khách hàng là chỉ cần lên lót thùng, phim cách nhiệt, camera hành trình, lót sàn, ghế da, hoặc là thêm những cái nắp thùng. Còn về hệ thống giải trí các thứ thì gần như là không cần phải nâng cấp gì cả, bởi vì nhà sản xuất họ đã trang bị sẵn cho chúng ta những cái option, ví dụ như là màn hình lớn nè, màn hình sau vô lăng lớn nè. Cùng lắm mình mua cái cục Android box mình gắn vào nữa là tuyệt vời luôn các bạn. Là sử dụng không khác gì một cái máy tính bản Android luôn. Không cần phải độ chế các thứ. Bởi vì những cái chi tiết này sẽ nó liên quan đến hệ thống điện.
mà mình độ thì nhiều khi nó liên quan đến cái chính sách là bảo hành thì mình cũng rất là ngại. Còn về ghế da các thứ thì độ thoải mái và nó không liên quan gì đến những cái chính sách bảo hành các bạn. Thì đó cũng là một cái mà Cường thấy nó hay. Tức là những cái mà mình cần lên á thì nó sẽ không liên quan đến chính sách bảo hành. Còn những cái mà nhà sản xuất người ta trang bị cho mình, ví dụ như màn hình thì đã quá dư dùng để chúng ta sử dụng rồi và không cần phải lên thêm. Ở hàng ghế thứ hai thì Cường thấy không có sự khác biệt quá nhiều so với lại thế hệ trước đây, chỉ là cái không gian sử dụng, chiều rộng, chiều dài cũng như là chiều cao nó được tăng lên. Còn với phiên bản XOS này thì vẫn chưa có hệ thống cửa gió điều hòa đằng sau, chỉ có phiên bản quay chắc cao cấp nhất mới có thôi. Dưới nắp capo của phiên bản XOS MT số tự động một cầu này là một cái động cơ 2.0 máy dầu tăng áp sản sinh 170 mã lực và 405 Nm các bạn. Toàn bộ sức mạnh này sẽ truyền tới hộp số sàn 6 cấp sử dụng ly hợp, hệ dẫn động một cầu cầu sau, và cái moment xoắn của chiếc xe này đạt tại giải vòng tua rất sớm các bạn. Và với khối động cơ của chiếc xe này thì Cường đánh giá đây là một cái khối động cơ mà rất là trâu bò, bền bỉ. Ngoài cái việc trâu bò và bền bỉ thì so với thế hệ trước đây nó còn êm hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn các bạn. Về khả năng cách âm của những chiếc xe Ford Ranger nói chung thì đều có cái khả năng cách âm rất tốt. Ngoài cái việc đáp ứng cho những cái nhu cầu công việc đặc thù ra thì Cường nghĩ đây là một chiếc xe nó còn phục vụ cho những cái thú vui tiêu khiển của chúng ta nữa, đặc biệt là ai mua phiên bản hai cầu. Một cái khối động cơ lừng danh của nhà Ford, động cơ máy dầu bền bỉ, êm ái, tiết kiệm nhiên liệu. Mặc dù nó chỉ là một phiên bản một cầu số sàn thôi, nhưng mà vẫn được bưng nguyên một cái động cơ của phiên bản hai cầu số tự động hay là những chiếc xe có cái giá trị hơn rất là nhiều, ví dụ như Ford RS Titanium phiên bản một cầu mức giá 1.299.000.000 cũng sử dụng cái động cơ y chang như cái động cơ này luôn các bạn. Phải nói đây là một cái sự ưu ái cũng rất là lớn Ford đã dành cho những cái sản phẩm tuy là cái dòng thấp của họ thôi, chứ không phải là những cái dòng cao cấp như là XLT hay là Wagon. Còn về phần công nghệ thì với phiên bản số sàn một cầu này, tuy là cái phiên bản rất là thấp, gần như là thấp nhất luôn rồi, nhưng mà vẫn được trang bị nha các bạn 6 túi khí. Không có cái chiếc xe nào ở cái tầm giá 665 triệu và số sàn một cầu mà được trang bị 6 túi khí các bạn. Còn về những cái hệ thống hỗ trợ, ví dụ như là ABS, phanh khẩn cấp, EBD, cân bằng điện tử thì vẫn đầy đủ dành cho quý khách hàng luôn, chứ không thiếu bất cứ một cái tính năng an toàn nào, dù đây là cái phân khúc rất là thấp của nhà Ford Ranger. Thì với mức giá 665 triệu về ngoại thất, nội thất, động cơ và công nghệ trang bị an toàn thì các bạn thấy sao về chiếc xe này? Hãy cùng comment cho Cường cùng biết. Và nếu quý khách hàng có nhu cầu mua xe hãy gọi hỏi Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả tốt nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.